và sư cho con hỏi là đối với các dược sĩ họ phải thực hành trên những con vật như thỏ, chuột thì có nghiệp gì không ạ? Thưa với quý vị, nếu mà mình có coi phim thì những cái con mà nếu như mà cái con nó ở trong các cái gì ta, những cái trung tâm thử nghiệm thuốc thì nó hận loài người. Sư không biết là các nhà làm phim thì họ suy nghĩ như thế nào, chứ nếu như mình là con vật đó chắc có lẽ mình cũng hận cái loài người lắm. Tại vì sư biết là thí dụ như mà người ta muốn nghiên cứu cái thuốc chống ung thư thì việc đầu tiên là người ta phải làm cho con chuột nó bị ung thư, rồi người ta nghiên cứu cái thuốc để coi có chữa được hay không. Mà suốt cái quá trình để nghiên cứu đó thì rất nhiều những cái con chuột bị chết vì ung thư. Phải nói là nếu như mà tại sao á, thì nó là tại sao mà mình không có áp dụng ở trên con người mà phải áp dụng trên con chuột, những cái con vật trước, là bởi vì khi mà những cái thử nghiệm đó áp dụng trên con người nó sẽ bị đưa vào cái gọi là cái vô nhân tính. Nhưng mà bây giờ mình áp dụng cho cái con vật thì nó gọi là cái gì? Vô thú tính. Nhưng mà rõ ràng là nó không phải là điều thiện. Rõ ràng là như thế. Sư chỉ có thể nói như thế này. Mình phạm cái tội nào thì mình tạo cái nghiệp tương ứng với tội đó. Còn quý vị có thể nói là bây giờ tôi làm như thế nhưng mà tôi nghiên cứu ra cái chất này chất kia, thì nó tương ứng với một cái câu đó là nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Nhớ ha, mình tạo ra, mình khám phá ra, nếu khám phá ra được nghe, một cái chất nào đó, một cái thuốc nào đó mà có lợi cho người khác, giúp cho người khác được khỏe mạnh, thì mình có cái phước của cái việc đó. Còn khi mà mình làm cho chúng sanh khác đau khổ thì mình sẽ tạo cái nghiệp của việc đó. Và khi mình hưởng quả thì cái nào tới trước mình sẽ hưởng trước. Cái nào nó mạnh hơn nó sẽ lấn át cái kia. Cho nên ấy, là mình không có nên cái kiểu cào bằng. Tức là tôi vì người khác cho nên là tôi làm cái việc này, thành ra là tôi không thể bị trừng phạt. Thì sự kiện nó không có. Nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Nhớ dùm sư như vậy. Và quý vị có thể hỏi là như vậy đó, thì hai sự kiện, cái nào cái nghiệp nó lớn hơn? Tức là cái sự kiện mà tôi tạo ra thuốc và cái sự kiện là tôi phải thử nghiệm ở trên động vật đó. Cái nào nó nặng hơn? Thì xin thưa, cái đó chỉ có Đức Thế Tôn Ngài mới có thể trả lời một cái chính xác được thôi. Nhưng mà mình có một số cái lưu ý như thế này. Thứ nhất là nó có, quý vị xem cái kết quả đó, cái kết quả của mình làm đó, nó ảnh hưởng thực tế được bao nhiêu người, rồi nó đem lại cái hiệu quả là như thế nào. Rồi mình có thể so sánh một cách chủ quan thôi. Chứ còn nếu mà nói là cái gì nó tốt hơn thì chỉ có Thế Tôn mới thấy được rõ nghiệp và quả của nghiệp. Nhưng mà riêng sư thì sư nhắc quý vị nhớ đến một cái câu kệ ở trong 38 Pháp Hạnh Phúc. Đó là khi mà mình tìm được một cái nghiệp nào đó mà nó không có lẫn lộn ác nghiệp thì đó là hạnh phúc cao thượng. Xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Riêng cái phần mà nói là nghiệp gì, nghiệp cụ thể là như thế nào thì Đức Hạnh Tuệ phân tích rất là rõ ràng. Nên là sư cũng không bổ sung gì thêm. Thì ở đây cái vị này hỏi là trên khía cạnh mà động vật đó, cụ thể là như thỏ chuột
Thì đúng là ban đầu là mình phải hiểu là cái ý mình nói là mình làm cái này để hướng đến phần lớn, nhưng mà thật sự là cái hành động mình là nó là ác nghiệp, thưa quý vị, ác nghiệp rõ ràng. Ở đây thì quý vị hỏi khía cạnh mà gọi là con vật thôi, con vật, con vật này, quý vị tự đặt cho mình cái câu trả lời rõ ràng. Mấy con vật nó đâu có muốn, bản chất mấy con vật á chỉ là chúng sanh như vậy là nó đều tham sống sợ chết, thì vậy tính chúng sanh là tham sống sợ chết, đâu có ai mà muốn mình bị hành hạ mổ xẻ đau đớn này nọ đâu. Cho nên mình phải lưu tâm vấn đề này, chứ mình đừng có cho là giống như là mình nghĩ là đây là một cái sứ mạng để mà giết một người mà cứu triệu người đó, thì cái đó nó lại khác. Ở đây sư mở rộng thêm khía cạnh này cho quý vị để quý vị hiểu rõ cái vấn đề mà thí nghiệm. Mặc dù ở đây quý vị chỉ hỏi là ở trên con thỏ con chuột thôi, nhưng mà bây giờ sư mở rộng khía cạnh mà giống như là quý vị thấy đi, ở trong lịch sử phát xít Nhật hay là phát xít Đức có những cái cuộc thí nghiệm giống như là bị lên YouTube đánh vô đơn vị 731 phòng thí nghiệm tội ác của Nhật Bản, hay là thí nghiệm sinh sản điên cuồng nhất trong lịch sử nhân loại của phát xít Nhật, thì quý vị sử nghĩ đi là những cái người đó, những cái người mà đưa vô thí nghiệm mà họ đâu có đồng ý đâu, đúng không? Nhưng mà riêng á, quý vị phải hiểu đúng là nhân loại chúng ta có những người họ cũng có hy sinh, có nghĩa là hy sinh mà giống như là chấp nhận thử thuốc, có nghĩa là y học hiện đại mình nè cũng có hy sinh, giống như đợt mà Covid vừa rồi đó, hy sinh mà tiêm vaccine đó. Cho nên là quý vị phải phân biệt rõ cái gì mà thiện và bất thiện. Cho nên mình đừng, ở đây sư muốn cái mở thêm cái cạnh mà rộng hơn con người đó, để cho quý vị biết hiểu rõ cái bản chất của vấn đề à, chứ mình đừng có hiểu nhầm, hiểu không? Lỡ mình hiểu nhầm đó, mình nghĩ là đó là mà mình làm như vậy nhưng mà mang sứ mạng nó cao thượng hơn, thì đôi khi nó lại lệch lạc. À, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Suy nghĩ đến một cái sự kiện, quý vị hãy suy nghĩ nha, là quý vị có thể vì cái sứ mạng đó mà quý vị đem con của mình ra để mà thay cái con chuột ở trong lòng để mình làm thí nghiệm. Mình có thể đem cha mình, mẹ mình ra để mà thay cái con thỏ ở trong lòng để làm cái thí nghiệm. Nếu mà mình nói là mình vì một cái mục đích cao thượng, một số người sẽ nghĩ là tại sao sư lại đưa ra một cái ví dụ nó sốc như vậy. Bởi vì quý vị không thể tưởng tượng được là thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm con ruột của mình. Thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm cha làm mẹ của mình. Cái này sư nói theo kinh chứ không phải tự sư nói. Tức là những cái sư nói cái này để quý vị mới thấy khiếp sợ, là những con vật, những con chuột, những cái con thỏ, những con vật ở trong cái lòng nó là con của mình, nó là cha của mình, nó là mẹ của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Do cái sự cộng nghiệp với nhau cho nên chúng ta ở gần nhau. Mà khi đó người mình thì làm người, nhưng mà quyến thuộc của mình thì không được sanh làm người, không đủ phước để làm người. Khi mà quý vị cầm một cái con chuột lên mà quý vị biết được, nếu như quý vị biết được đây là con của mình, đây là mẹ của mình, đây là cha của mình, quý vị sẽ cư xử với nó như thế nào? Quý vị có thí nghiệm thuốc ở trên đó hay không? Hãy tự đặt câu hỏi. Nói như thế, như Đại Đức Tuệ Tường người nói, Đạo Phật và các sư nói thì với mục đích là nói cái rốt ráo, nói cái gốc rễ để quý vị nhìn ra vấn đề, chứ không phải chỉ nói
cái kiểu là mình nói hời hợt, nói để lấy lòng. Mà khi mình nói một cách rốt ráo thì hãy suy nghĩ kỹ, và quý vị sẽ thấy cái sự kinh khủng và sự đáng sợ của dòng sanh tử luân hồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Và sư xin qua.